là cánh thư nghiêng nghiêng nét chữ cô em học trò. Này là bánh chưng mẹ già tự tay gói gửi cho con. Này là áo len bao nhiêu đêm tháng em ngồi em đan. Này em gửi dạ tới chiến trường mang chú tình hậu phương thương mến. Ngồi đọc lá thư đơn sơ tha thiết văn chương học trò, nhìn cặp bánh chưng mà lòng chợt thương mẹ già xa xôi. Mặc vào áo len sao như tôi nghe trăng hồn chơi vơi, xuân đang về trên khắp đấng trời. Nhưng tất cả xuân là ở đây, tôi xin cảm ơn người, cảm ơn ai đã đem luyện thương nồng ấm đến với linh. Cảm ơn ai khi xuân về vui thật là vui, không quên người sương gió phương trời. Âu yếm gửi tình đi muôn nơi, thật nhiều mến thương tâm tư tha thiết tôi xin gửi về. Gửi mẹ kính yêu vài lời của con chúc mừng năm nay, và gửi đến anh bao nhiêu yêu thương em dành cho anh. Khi xuân về xin hãy yêu đời ta đón đợi xuân hồng ngày mai. Tôi xin cảm ơn người, cảm ơn ai đã đem luyện thương nồng ấm đến với đai mâm. Cảm ơn ai khi xuân về vui thật là vui, không quên người sương gió phương trời. Âu yếm gửi tình đi muôn thật nhiều mến thương nè tâm tư tha thiết em xin gửi về. Gửi mẹ kính yêu vài lời của con chúc mừng năm nay, và gửi đến anh bao nhiêu yêu thương đai mừng dành cho anh. Khi xuân về xin hãy yêu đời ta đón đợi xuân hồng.
Cảm ơn quý cô bác anh chị rất là nhiều.